chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi chiều hôm nay, giá được cập nhật lúc 3 giờ chiều. Theo thông tin nhận được từ vựa và anh em thương lái, thì giá mít Thái buổi chiều hôm nay tiếp tục bình ổn ở các khu vực, giá không dao động gì so với buổi sáng. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang, mít nhất 6.000 đồng trên kg, mít nhì 4.000 đồng trên kg, mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, mít nhất 6.000 đồng trên kg, mít nhì 3.000 đồng trên kg, mít kem lớn 3.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An, mít nhất 6.000 đồng trên kg, mít nhì 4.000 đồng trên kg, mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang, mít nhất 7.000 đồng trên kg, mít nhì 4.000 đồng trên kg, mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu, mít nhất 4.000 đồng trên kg, mít kem lớn 2.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 1.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên, mít nhất 3.000 đồng trên kg, mít kem lớn 2.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 1.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 20.000 đồng trên kg, mít nhì 10.000 đồng trên kg, mít bi 6.000 đồng trên kg.